các bạn ơi, hôm nay tớ đang đi siêu thị mua đồ nè, tớ có xe nè, bây giờ tớ cùng đi thôi nhé. Bạn bông, hôm nay mình sẽ mua đồ làm bánh. Bên nhau bùm bên nhau rồi bạn. Bây giờ tớ sẽ mua sốt cà chua nha. Mình này nha. Tớ đến xem tớ đang sao nhé. Rồi tiếp. Tiếp rồi. Yeah. Yeah. Oh, chào bạn nhỏ. Okay. Vin vừa mua gì đấy? Vin vừa mua mì. Ok, bây giờ đi tiếp nào. Vin ơi, Vin hôm nay Vin vừa mua gì đấy? Mua mì. Mẹ tớ đang mua thịt bò này. Đi lấy cho mẹ 3 quả. 1 2 3. Đây là quả gì hả Vin? Vin thường. Vin có mấy quả? 3 quả. Ok, let's go. Mình sẽ mua thêm một quả dứa nhé. Ta phải chọn một quả màu vàng chín. Bây giờ tớ sẽ cân rau lên nhé. Mẹ kìa, mẹ đợi bông kìa. Rửa cho mẹ. Rửa theo. Cô đang tính tiền cho tớ này, sau đó tớ sẽ mang đồ về. Hôm nay có nhiều đồ để làm pizza lắm. Mua chi kem ấy. Bố Dũng ở tớ nè. Cảm ơn. Đóng hết cửa rồi. Đây các bạn ơi, đây là tàu hỏa của tớ yêu thích này. Nhưng mà có hôm nay có Covid nên là đóng cửa mất rồi. Bạn tớ tao làm pizza đặt nhá. Đây pizza chút chết hôm mai đấy. Các bạn đi trẻ có ngon không? Xin chào các bạn, hai chị em tớ đang cho phô mai và thịt và xúc xích và pizza để tớ nướng đấy. Đây là pizza của mẹ tớ cho vào lò vi sóng này, các bạn cùng nhìn đi nhé. Bin đang cho thịt vào pizza này. Còn cô nữa này ngon chết. Mẹ tớ đang giúp tớ cho phô mai nè. Ta-da, các bạn ơi, pizza đã làm xong rồi. Bây giờ cho vào nướng rồi ăn nhé. Bye bye.